Mountain Dragon, còn kia dưới là Dragon Mountain, còn kia là Dragon Land, tức là nó thấp hơn dưới trên núi Thiên Long Sơn. Mình ở đây chừng chút cái mình đi xuống dưới. Thường mấy anh sáng mà đọc kinh á chắc phải có một đứa chặn xe, tại vì tâm mấy con chưa có vững mà đọc mà xe lên kiểu này nó không có tập trung, phải đứa nào lấy cái xe chặn ngang cái đó một cái, phải không, ngồi đây đọc là khỏe. Mình biết không có xe nào lên á, ai không cần biết đi lên được, đọc kinh lên, lên không được thì đậu dưới, chứ mà còn để cái đường kiểu này á người ta sẽ làm phiền lắm. Rồi đọc buổi thời kinh nó không có thành, nó gọi là không có đúng như ý mình á. Nhiều đứa cũng còn nghe tiếng động cũng còn bị giọng tâm á. Cho nên làm sao muốn đọc kiểu này á, kiếm chiếc xe chặn ngang chỗ chỗ cái đường lên, không có chiếc nào lên khỏe. Đi bộ lên có mấy bước đâu sao đâu. Ở Việt Nam giờ thêm mấy tiếng động kế tiếp nó còn nổ còn lớn hơn cái vụ nổ hồi nên kia gọi là gì ta, núi đó kia là núi gì ta, núi Dài, không, núi Dài kia là gì, Ngũ Đài Sơn hay Thiên Hòa Long Sơn, Hòa Long Sơn bị nổ khủng khiếp bằng cũng gần bằng cái bom nguyên tử vậy đó. Mà tất cả hệ thống truyền thông YouTube hay là của chính phủ, báo Thanh Niên, báo gì không gì Tuổi Trẻ gì đó, im re, không có tiếng nào lên tiếng. Đài Vo rồi cũng không có, OFI rồi cũng không lên tiếng luôn. Chỉ mà con gà ăn vịt hay là con bò ra đường đụng cái là lên báo trời. Cái nước Việt mình nhiều chuyện lạ gì đó, thích cười không. Còn núi á, núi Thiên Cẩm Sơn á, đã là núi thì có bao giờ bị lũ lụt, vậy mà cũng bị lụt, vậy mà cũng không tờ báo lên tiếng. Ở Mỹ này thì thôi, mấy cái đài Trần Nhật Phong, cái thằng Huy thì nó không biết thì không nói gì. Còn ở Việt Nam á, Column Man hay là Pollock hay là mấy cái tàu lao ăn uống mà không có ra gì á, là lên thôi. Còn bữa nay ca sĩ showbiz nào á, mặc áo đồ hiệu Louis Stone đồ này nọ là lên là trời á. Còn nguyên cái núi của nước Việt bị nổ khủng khiếp như vậy, chẳng có chính quyền nào tới, cũng chẳng có đài nào lên lại mà đăng lên á. Thấy buồn cho nước Việt. Chắc mấy đại ca một tay che trời, cái ăn tay đẩy cho cái hội, đẩy cho cái thời thượng quân đừng có tới gần á. Cho nên nhiều lúc mình thấy cũng cười á. Chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ ở dùng đó, nó phải đi lên cho đó, nó quay rồi nó leo, nó trèo vậy đó. Bữa nay thêm cái ở núi Ba Khê có cục đá lăn xuống nữa, khổng lồ nữa. Đây mấy vị nói thêm còn 2 tiếng nữa, gán chờ thêm 2 tiếng nữa. Có bao giờ có ai nói mà lấy dĩa the mà che được mắt thánh không? À vậy á, mà cái núi khổng lồ bị sập gì á mà ở bên Việt Nam che được, công nhận á, hay lắm. Rồi coi như chuyện không có gì xảy ra. Cái đệ tử ngồi sinh bên ở bên đây nè, cái đệ tử đội nón trắng á, ở ghế đây nè, ở đây mát không? Nghe
những cái dạng mà phàm phu á, không có tu á, mà lại nhiều cái chứng ngu, nhiều tánh ngu. Không phải câu của hà mấy vị nói những người phàm phu không tu á, nhưng mà mình dịch lại là kẻ phàm phu không biết tu à, thì ngã chấp nó nhiều. Nhưng mà mình dịch cái này cho dễ hiểu, tại mình nói chấp đồ, mình nói vô minh đồ, mình nói đại chúng, mình nói ảnh thực đồ, mấy họ không có hiểu. Tại mấy ông thầy nói cả mấy chục năm nay ông nào cũng dùng mấy danh từ, mình nói thẳng tiếng Việt luôn, kẻ phàm phu nhiều tật ngu, siêu ngu, chết tới nơi vậy mà cũng vẫn còn lì lợm. Tại vì không biết tu á, con người sanh ra nhiều nhiều lắm, cứ nghĩ mình khôn, thật sự rất là siêu ngu mà nghĩ mình khôn, rồi chấp, từ chấp cho tới ích kỷ, rồi nhớ toàn chuyện quá khứ đau thương buồn bực, rồi tham lam, rồi không có theo dõi chuyện gì xung quanh, không có tin những gì ai nói, không có nghiên cứu gì hết, cứ theo cái ngã chấp của mình, theo cái sự lì lợm cứng đầu của mình. Rồi từ đó đến khi mà chuyện nó đã xảy ra rồi, 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 nó ra thái bình á, quý vị có hiểu cái đó là gì không? Có nghĩa là không phải là cái xác phàm chết. Cái xác phàm chết là chuyện dễ ợt, chuyện nhỏ như con thỏ là xác phàm bị mất, mà cái thần hồn á có được sàng lọc để mà tái sanh trở lại của cái thời sung sướng, cái thời vàng kim hay không mới là quan trọng. Cái thần hồn có được về thiên đàng hay không mới là quan trọng. Hay là cái thần hồn á bị đầu thai làm thú, hoặc là có những cái người mà quá ác á, mà bề trên không dạy dỗ được nữa đó, gọi là biến thành một cái luồng khói trong không gian luôn, là mất xác mất hồn, không còn tái sanh làm thú được nữa. Nếu mà tái sanh làm thú, làm cây cỏ, làm đá là phước. Nếu mà tái sanh làm được con này con kia là có phước. Mà cái này không còn cái thần hồn để tái sanh nữa, thì cái đó gọi là 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Ở bên kinh Chúa cũng có nói vậy, Ngài xuống Ngài cứu con của Ngài, không phải là cứu chỉ cái xác phàm, cứu quan trọng là cái thần hồn của mình. Linh hồn là vĩnh cửu, không bao giờ chết. Nhưng mà kỳ này là chết thiệt á. Còn cái xác phàm là như cái áo, bữa nay mình mặc dơ mình thay áo khác, ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà thời mạt pháp này á, chúng sanh á, vì một cái xã hội gọi là tam vô á, là vô thần á, những cái thời nay vô thần, thiên ma nó xuống, nó cho tăng ni đầu thai vô mặc áo vàng cạo tóc, nó cho thiên ma nó cho con cháu đó đầu thai làm ông cha trong nhà thờ, rồi nó cho con cháu của nó đầu thai làm tổng thống, phó tổng thống của đảng dân chủ, đại khái ở đâu cũng có thiên ma hết, chứ không phải mình nói riêng là thiên ma là từ các Mác Lênin ra nha. Cái đó là đại thiên ma mình không nói, còn thiên ma ẩn, thiên ma hiện đủ kiểu hết, giữa chánh và tà, thiện nhã đang tranh đấu kịch liệt của thời nay. Một số còn lại mà hôm nay có hữu duyên biết được thiên tướng chuyện này, người nào biết được thiên tướng chuyện này, người đó sẽ được cứu qua cái sàng lọc. Người nào không biết chuyện là ai, rất là khó cứu. Trên có nói cái đó, gán nhớ kỹ là hôm nay lời nói. Người nào nói chuyện ảo là bảo đảm khó cứu luôn. Thật sự chuyện này không có ảo. Chuyện này chơi với mấy siêu di mạch và đâu có ảo được. Chỉ có những người ảo, họ không bao giờ nhìn thấy một cái thành phố hài hòa đang cực kỳ sang trọng, người giàu là đang ở đó, vậy mà đang nằm bãi biển không vô mắt, chỉ trong chớp mắt nguyên một cái thành phố bị biến mất thành một đống cho tàn gần cái chục tỷ, vậy mà cũng không có ngộ ra được. Cách đây ba, khi mà cái thời tận thế bắt đầu năm 2017-18, mình đã lên nói rồi, ở đảo Big Island nó là nguyên cái núi lửa nó cháy, hôm nay tới Maui là cái đảo nhỏ kế bên. Rồi Việt Nam mình bao nhiêu thiên tai địa chấn, bệnh dịch cùng song song hài oai bị cháy ở ở
ngũ đài sơn, ở đó ngũ đài sơn phải không? Cái núi mà đang bị bể. Bể tức là Hoa Long Sơn. Hoa Long Sơn là nổ ra tiếng sấm đầu tiên. Cùng với bên Bắc Kinh á, Trung Quốc, trời ơi, xe mà nó trôi cũng giống như lục bình trôi vậy đó. Quý vị có thấy không? Biết bao nhiêu người chết. Mà bên đó họ không có cho xài Facebook, YouTube của hải ngoại. Cho nên cái số người chết và cái số lượng tổn thất bao nhiêu mình vẫn không biết. Rồi nó giấu tin tức. Nhưng mà cái núi Hoa Long Sơn này á, mà nổ ra mà bị sạt lở lớn khủng khiếp như vậy á, nếu mà coi trên hình thấy nó không phải là chuyện nhỏ. Tại sao chuyện con bò ra đường á thì mấy ổng lại cho đăng lên báo, cho lên YouTube. Còn cái chuyện mà nguyên cái miền Tây bị nạn bị lớn như vậy á mà im ré chân à, có cái vấn đề gì kỳ với ta? Cũng cùng nước Việt mà sao lại cái sự dị biệt? Nếu mà người có chánh kiến mà hiểu một điều, họ vẫn còn chống trời đó, vẫn coi cha không ra gì đó. Sau này những người vô nghi này khó cứu lắm. Cả dòng họ, con cháu không bao giờ có tương lai. Người nào mà còn nghe được cái tiếng nói này, người nào mà còn hiểu được, biết thiên cơ, mình phải lợi dụng thời cơ, cơ vận, rồi mình mới lập cơ đồ cho con cháu mình, cho tài sản của mình, cho tương lai của mình và cho cuộc sống hạnh phúc của mình đang mỗi ngày, để khỏi có bị mình biết được đường hướng, mình không có gì phải lo. Còn ngược lại mà cứ xuyên tạc rồi nói Đức Thầy sẽ không bao giờ xuất hiện, Ngài sẽ xuất hiện á, chứ không phải là Hồ Chí Minh xuất hiện đâu. Mà cái Hồ Chí Minh mà nằm lăng Ba Đình á, là bữa mình nói clip rồi, đó là người Trung Quốc ở trên đó vậy, confirm luôn. Còn cái Nguyễn Ái Quốc á, là ở đâu mình vẫn chưa tìm ra, để bữa nào có thể ông đi đầu thai rồi. Chuyện trắng thì nói đen, chuyện đen thì nói trắng. Một cái núi bị sạt lở khủng khiếp bằng mấy trái bom hồi xưa B-52 bỏ chừng chục chiếc B-52 cũng không bằng cái núi này nữa. Vậy mà im ré chứ. Còn showbiz hay là Hoa Hậu diện cái hay là bò cái đường bị đụng xe cũng lên đài rầm rầm. Chúng ta là người Việt, chúng ta thấy có đau lòng không? Ở bên đó anh em dòng họ bà con mình cũng còn rất là đông. Họ giống như họ vẫn chơi với ông trời vậy. Khi tiếng sấm nổ thứ hai nó lớn hơn cái tiếng thứ nhất rất là nhiều, lớn hơn kỳ này nữa, tiếng thứ ba nữa, thì lúc đó các chư vị sẽ xuất hiện. Đó, lúc đó mình sẽ có nước Việt mới. Cách đây 2 năm mà nghe được tiếng Việt nói trên đài này nói, đừng có xâm lăng Ukraine để mà cái thế chế vô thần không có bị tiêu diệt, thì nước Nga đã giữ được rồi, vũ khí Nga vẫn còn bán ào ào trên thế giới rồi. Chứ họ từng nói là cái thế giới vô thần là chia 5 x 7 mà. Nếu mà Nga với Tập Cận Bình hôm nay ai em dịch cái tiếng Tàu Quang Thọ cho ông hiểu đi, hai anh Kiệt nó nói vậy, mà chia 5 x 7 họ cũng biết á. Nhưng mà đến lúc cơ trời đến là tới là phải tới thôi, thì đâu có tốn kém, đâu có tốn tiền bạc sinh mạng đâu. Cơ trời đi hàng nghìn năm không ai thay đổi được. Những người lỗi lạc giỏi nhất, cái người giỏi nhất có thể tiêu diệt chúng ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 8 tỷ mấy người có thể chết liền lập tức và đang lửng lửng trên đầu của chúng ta đó. Dược ồ còn có biết không? Mấy vị thường nói mỗi tuần á, phù hợp với mấy vị. Ngài không biết,
Ngài ở đây nhân loại đi bảo tồn một cái giống vật nào trong rừng thì cũng giống như thế, ông nó bảo tồn một cái chúng sanh vô minh chúng ta. Mà chúng ta mà lì á, mấy vị nói nếu mà nhân loại mà vẫn còn không có có niềm tin với Thượng Đế, giới vô có thể tiêu diệt cái quả địa cầu này trong vòng một tiếng đồng hồ, không còn một người sống. Họ có khả năng đó, nhưng mà vì họ là nửa người nửa thánh, họ biết họ chỉ bảo vệ chúng ta như chúng ta bảo vệ một con thú ở trong rừng để đừng có bị là diệt chủng mất gốc. Vậy mà chúng ta lại hung hăng coi trời Phật không ra gì. Mỗi ngày cho hùng nó chỉ mấy gì nói này hoài lì đi, dưới bò nó bấm nút một cái là một tiếng hồ là xong hết, không còn một người sống. Thiên cơ đã định, khó thai khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Cơ trời đã tới từ lúc Covid Việt Nam, Sài Gòn xảy ra cho tới ngày hôm nay. Sài Gòn, Nguyễn Huệ, tất cả đường phố đều hiu giá nhà. Bây giờ cho không cũng không ai mua. Tiền thành tiền giấy kiệt cũng nói chúng. Vàng lên gấp mấy lần cũng nói chúng. Sắp sửa có nạn đói cũng sắp sửa nói chúng. Rồi sắp sửa dân ho cái là mấy đại ca bỏ thể đảng chạy cũng có sắp sửa tới. Chỉ cần ho thôi, đừng biểu tình thì ho rồi. Lấy tựa đời ho. Cái này á, hơi cười Tiếu Lâm á, nhưng mà đừng nghĩ là Tiếu Lâm nghe mấy con. Ráng tu nhân mới được chứng tri, còn đâu những đứa vô nghị. Quá trời vô nghị luôn. Còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta giảng lời cơ giải kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu. Cái bài này năm 1979, mà thời đó mấy vị biết sau này người Việt Nam chúng ta đi khắp thế giới là trời Mỹ trời Âu. Nè mấy vị nói nè, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời đông pháp Phật nhiễm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Quy về một cõi là đâu? Tân sơ nhất. Mấy bài nào cũng sẽ đáp tân sơ nhất. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Không cần biết mấy đệ tử đó ở Phần Lan phải không? Qua thăm Thiên Long Sơn phải không? Nhưng mà lần sau thường sẽ gặp mấy con là tân sơ nhất đúng không? Mình không có gặp ở đây nữa. Thường cũng sắp đi về rồi. Quay về một cõi hẹn có cá phùng. Vua hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoằng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ tính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẽ vang tương hòa. Thuyền bát nhã Phật bà ngự trước, Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm. Thì cái này thường nói nhiều, Phật thánh tiên đầu thai vô nước Việt Nam rất là nhiều, mang thân người cũng như kiểu như phụ, nửa người nửa không phải người. Họ cũng nói tiếng người, nhưng mà về cái nguyện lực phụ của nguyện lớn thì cha cho một chút tiền thì mình mới có Thiên Long Sơn mới tụ tập được. Còn những người họ thì ở trên không có cho tiền, cho bán vé số, cho mặc quần xà lõn, cho thợ hàng, cho thợ hồ, làm đủ kiểu đối rách vậy đó. Để làm chi? Tại vì khi có tiền nó họ quên họ là Bồ Tát, họ quên đi cái đường, cái chuyện quan trọng. Bởi vì những ngày đầu thì thường nói đừng có coi những người nghèo, mà phải coi họ là ai, họ làm cái gì, cái đức hạnh của họ có cái gì. Đừng có coi bề ngoài. Còn kiện này bữa nay mặc áo vét, ngày mai mặc áo thun, cũng đừng có coi phụ cái đó. Phải coi sư phụ nói cái gì, làm cái gì. Tại vì sư phụ bây giờ á, có những cái giai đoạn sư phụ phải giao tiếp. Một chút thì gặp luật sư lo chuyện kia, chút thì gặp ông này ông kia, rồi một chút gặp mấy con, đâu phải ngày nào sư phụ thích mặc áo vét này đâu. Trời ơi, cái này nó bực bội dữ lắm. Bữa nào mặc được cái quần chim với cái đôi giày tennis xu đó là thụ mừng khủng khiếp. Thiệt đó.
thoải mái, rồi còn chải tóc, chải tóc rồi nữa. Còn bữa nào mà đổ cái nón vô là xong, đi chạy chiếc xe mà four wheel drive là khoái nhất. Còn bữa nào chạy chiếc ca rắc mà đen á, mặc đồ lịch sử là hồi bữa đó hơi tốn thêm 5 phút rồi đó, 5 phút trong rất thường chải đầu đúng không? Em đọc hết cái thời này. Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành giao khắp nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận. Đây là lời của một vị Phật cho chúng ta, không biết là của ai đó, của Đức Thầy Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô. Tất cả các chi vị ở bề trên đã coi cuốn phim, đã biết được ngày nào tháng nào diễn ảnh của chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có chúng ta là đang mù mờ, không biết cái gì xảy ra chúng ta ngày mai. Giữa ngôn người và giữa Phật khác nhau ở chỗ đó. Tất cả các gì đều biết hết, biết là ngày đó, tháng đó, năm đó, đến tuổi đó, 30 năm sau sẽ bị chuyện này. Tại sao chúng ta lại không biết? Là vì chúng ta không có chịu tu, chúng ta không có thần thông, chúng ta không biết. Nhưng hôm nay có một người biết được nhiều chuyện để dạy, để chỉ cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại vô nghĩ, lại không hiểu? Có lợi chung mà. Bây giờ là đánh bài phải không? Người ta còn giấu cây bài tẩy. Chuyện này chấp luôn, lật lên hết luôn á. Để cho quý vị đặt đi, đặt kiểu nào quý vị cũng chúc, quý vị cũng về trời được hết. Còn hơn á, là quý vị không có về trời được. Chuyện này rất là buồn. Là vì thất trách, làm không có đúng hết trách nhiệm, không có đủ hết khả năng, cha mẹ không có vui. Sáu quyển sấm cơ cũng là lộ cơ, nhưng mà lộ cơ kiểu hơi như bài toán đố, cơ trời giống như bài toán đố nha. Bà Venga lộ cơ cũng như bài toán đố, ông Notre Dame cũng giống như bài toán đố, cũng là lộ cơ để cho nhân loại ăn hiền ở lành, biết sẽ có chuyện gì, sẽ có September 11, sẽ biết nước Mỹ này bị sắp sửa, Âu Châu cũng bóng người nữa đó, sắp sửa không có bóng người nè. Rồi biết sau này ông Trump sẽ là người thiên tướng, sẽ xuống tiêu diệt hết chế độ vô thần. Nên nhớ những thủ lãnh, những lãnh đạo của mỗi quốc gia đều tinh tâm linh hết, nhất là Trung Cộng. Họ biết được chân mệnh của ông bí thư này là cái gì, con này con kia, là không có làm được chuyện lớn, không có làm được gì, tức là ở dưới mình dùng chữ ta dưới nách thì Trung Cộng nó coi hết. Tại vì mấy ông của Việt Nam mình là do Trung Cộng gì đặt để đúng không? Mấy ông kêu ai là làm bộ trưởng thì ông đó làm bộ trưởng. Cũng giống như ngày xưa bác Lê Khả Phiêu đi qua họp với bên Trung Cộng, rồi cái lúc đó bác Lê Chí Vịnh qua cái chỉ là Chí Vịnh lên kéo đầu bác Lê Khả Phiêu về bị lép dế vậy đó, đại khái. Cái là Trung Cộng nó muốn ai làm chức gì là người đó làm chức đó. Mình không có được chọn cái chức của mình, thì có nghĩa là nó coi được cái cốt rồi. Cũng như sư phụ coi được cốt của mấy con vậy đó, biết đứa nào làm được cho thiên tâm, đứa nào làm gì sư phụ biết. Thì Trung Cộng nó cũng vậy thôi. Sư phụ biết ông Trump là thiên tướng, chỉ có một mình ổng mới có thể dẹp được cái thế giới tam vô này. Ngoài ông ra không có lượt. Ôi trời, sao tự nhiên nhảy nó này kỳ ta. Sư phụ để con không?
Mới đây cái là lên YouTube cũng hay. Ở đó mặc áo này, áo này, kể này ra cho khách. Ok rồi, tới bác có gì muốn hỏi con? Của con đang like. Từ cái máy của con đây. Con muốn làm gì con ạ? Bác, cái bác ở trại tù Nam Hà đó, bác có gì hỏi con không? Tôi có học ở đó. Cái microphone chưa có mở lên. Tôi xác nhận với anh một điều là cái trại Nam Hà đó là một cái trại mà có một thời gian chúng tôi đã bị cầm tù ở tại đó trong một thời gian. Và nếu có cần hỏi những điểm gì ở tại trại Nam Hà thì chúng tôi sẽ vui lòng trả lời. Cho em xin chia sẻ thôi. Dạ, tại ba em hồi đó ở trại Nam Hà đó, thì vào một cái đêm rằm Trung Thu thì cũng mấy bác ngồi để đi cơ, thì được là ân báo, phước báo là Thánh Mẫu Liễu Hạnh có về cho ba em một cái bài, một trong những bài thơ mà khi đó là mình không nghĩ là mình sẽ được đi Mỹ. Thì cũng hai ba năm khi Thánh Mẫu cho, thì Thánh Mẫu Liễu Hạnh cho xong á, thì sau đó cũng về nhà thì được đi ra tù, thì không biết là có thể đi được hay không, cũng hoang mang. Và nhưng mà cuối cùng thì Thánh Mẫu cho một bài thơ để em xin chia sẻ với anh Kiệt, với cả đại gia đình Thiên Tâm. Thì em xin đọc là cái bài thơ Thánh Mẫu Liễu Hạnh cho là Thu An Trạch, Lê Thời An Trạch. Thầy xin lỗi ba em tên là Cao Xuân Lê. Dạ. Ngọn bút hồng ta vạch buổi thu trong, gió thu nay ngươi được an lòng. Bởi chứng chỉ việc sự đời chiết hận, chữ thanh bạch ngươi cần phải giữ, chữ tiên hiền ngươi đọc biết chưa. Vầng trăng ta tới an cư, để cho đệ tử vui thừa nguyệt thanh. Dạ, thì cái bài thơ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì tụi em là ở miền Nam Cali, ở Victorville đó, thì cũng đi từ Victorville lên đây cũng 6 tiếng. Dạ, thì khi lên rất là ao ước được lên núi Thiên Long Sơn để đảnh lễ, nhưng mà khi đi vô lại trên điện của cha mẹ xong thì xuống lại, thì tụi em lại Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì lúc đó ba em sáng nay cả gia đình thì có tới để lại, thì không biết là có gặp được anh Kiệt hay không. Thì có người hỏi mấy anh thì nói là hôm nay anh Kiệt có bận ở trên núi nhưng mà không thể gặp được, thì không thể chia sẻ được. Thì có người hỏi là có thể anh Kiệt sẽ đi tới Freeman hoặc là Viettel TV, thì cũng không biết được là đi lúc nào. Thì em mới có một cái điều vi diệu là khi mà lại mẫu Thánh Mẫu Liễu Hạnh xong thì mình cũng nói là xin mẫu cho có thể hôm nay con được gặp hay là được ơn phước để mà chia sẻ cái này. Thì đứng từ trên cái đỉnh núi cao xuống thì tự nhiên quay lại thì là thấy anh Kiệt ở phía dưới, với cả gia đình mừng quá chạy xuống. Thì là anh Kiệt nói là hôm nay hẹn ở ngoài đây thì mới biết cái địa điểm là ở ngoài này. Dạ, thì xin chia sẻ.